Hai đội bước vào vòng thi đối đầu trực diện sẽ phải thể hiện tài năng qua các tiết mục biểu diễn. Để thuyết phục ban giám khảo là 50 khán giả tại trường quay bình chọn cho đội của mình. Đội nào có được số lượng khán giả bình chọn cao hơn sẽ giành được điểm chiến thắng chung cuộc của chương trình. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với đối đầu đỉnh cao và đây là vòng thi đấu cuối cùng mang tên gọi đối đầu trực diện. Yeah. Bên cạnh Việt Hương bây giờ là một cặp giống như ông bà Smith vậy đó. Quá trời đẹp, đặc biệt chu đáo chỉnh chu nữa, lấy cái hoa hồng xịt thành màu đen. Hoa hồng đen. Dạ, cảm giác như thế nào hả cặp hoa hồng đen? Dạ thì thật sự thì cảm giác của Bũ Đa và Ngọc Xuyên tham gia chương trình này, cái game show này, cảm thấy game show nó rất là dễ thương nè, thu hút nữa. Với lại quý vị khán giả đây dễ thương lắm đó. Ai mà dễ thương với quý vị khán giả tham gia bình chọn cho thắng nha. Đồng ý, đến với vòng này các bạn được quyền kêu gọi bình chọn. À, kia là bí ẩn. Bí ẩn. À, bên đây thì ta sáng sủa đâu, mọi thứ là lịch lãm dễ thương. Xin mời hai chàng trai chúng ta vẫn nói một vài lời cũng như là kêu gọi khán giả bình chọn chứ hả? Xin mời. Dạ, đầu tiên em chào mọi người. Tiết mục sắp tới của tụi em nó là một cái sự mà gọi là giao thoa giữa hiện đại và hoài cổ. Nếu mà ngày hôm nay em có thua thì đây cũng là một món quà mà anh em tụi em dành tặng mọi người. Trời ơi. Dạ. Dạ thấy bên kia cũng xịt bông hồng bông ơ rồi quá. Dạ bên đây tụi em cũng có xịt. Dạ đây anh của em xịt lên cả cái đầu mình luôn thấy không? Màu sắc quá tuyệt vời thấy không? Hai lớp màu. Dạ quý vị, cho nên quý vị mình ủng hộ cho hai anh em tụi em được không ạ? Dạ, hiện đại, bên đây cổ điển, đúng là đối đầu trực diện. Rồi, bây giờ đội thắng có quyền quyết định là thi trước hay thi sau? Dạ, em sẽ nhường bên đội bên kia thi trước hả? Dạ, vậy mời em đi cùng với chị lên đây ngồi thưởng thức. Đó, bây giờ sẽ là tiết mục đến từ đội đúng là trúng. TikTok chẳng hay đã mấy năm trôi qua, từng ngày một nhiều mà sự nghiệp giờ này từ chân ghi một chỗ. Lắm lúc muốn buồn đến nước mắt thôi tuôn, ngoan mặt nhìn lại đường con dài mà mình còn hai bàn tay trắng. Còn sự kỳ vọng, còn sự trông mong, còn mẹ ngồi chờ một ngày con sẽ thành công. Will that day really come to me, mother? Will that day really come to me, mother? Đường về nhà dường như xa hơn, mỗi mệt ngày một như nhiều hơn. Thêm một lần được làm Peter Pan. Chẳng ai ngân vì không cần phải lớn sẽ chẳng sao nếu đời không giống như mong đợi, trái tim luôn thành thời. Có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cần được về nhà nghe mẹ ru ơi. Ai đã từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa, lũy tre đâu làng đò lau xanh xanh thăm giọt mưa, nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm bay sắp về chưa. Hơi hơi ru hơi hò sang xe quang liễu quang liễu. Qua vội vã trong kiếp người, làm sao đi hết từng lời mà mẹ ru. Con khoác lên cho bản thân nhiều tiếng cười, phong ba sóng gió chỉ nhớ về nhà mẹ ru. Sực mình thì giờ trôi qua người thân yêu ta như là cơn gió. Châu báu ngọc gạo vĩnh hoa nào xanh bằng khó hoa ơi ho. Mẹ không còn ru không phải vì con đã lớn, thương yêu vẫn còn đây nhưng chỉ là lúc con đã xa hơn. Đường về nhà dường như xa hơn, mỏi mệt ngày một như nhiều hơn. Thêm một lần được làm Peter Pan. Chẳng ai ngân vì không cần phải lớn sẽ chẳng sao nếu đời không giống như mong đợi, trái tim luôn thành thời. Có khó khăn thế nào cũng chẳng sao đâu mà chỉ cần được về nhà nghe mẹ ru ơi. Ai đã từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa, lũy tre đâu làng bờ lau xanh xanh thăm giọt mưa, nơi có mẹ đang trông ngóng ngày mong đêm bay sắp về chưa. Hơi hơi ru hơi hò sang xe quang liễu quang liễu. Suốt một đời mẹ trông ngóng con, tóc trắng mây trời môi nhạt màu son, con vẫn còn mãi mê nơi chốn xa, để mẹ già đêm héo ngày hôn. Chim xa rừng nhớ nước nhớ non, người lìa xa
xứ sở còn thương cây nhớ cội, hoa tím lục bình sông quê mùa nước nổi, quê hương mãi muôn đời trong trái tim con. Phụng, em có mê cải lương không vậy? À, dạ có ạ. Đặt cái tên là do ba mẹ mê cải lương hay do em mê em đổi nghệ danh? Ba mẹ mê cải lương đặt tên em thiệt luôn. Tên em là thiệt luôn. Dạ, Minh Phụng luôn chị. Hát hay quá. Dạ cảm ơn chị. Nói chung là hôm nay hai bạn đem tới một cái không khí rất là lạ cho chương trình. Dạ. Dạ, chúc mừng em vậy. Và mời đội bông hồng đen xuống đây. Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời các em. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hai hước như lúc nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Có đâu mà phải khóc, không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt. Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đâu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể trở thành người dễ tá. Phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cự tuyệt. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yêu xa, mình không tới đâu cũng khó lòng từ biệt. Trong mắt anh thật sự em rất tuyệt, dù rằng hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, mẹ của anh bắt anh phải chia tay. Nhà. Anh rất tốt thế nhưng tình cảnh ta không còn như xưa. Em rất tiếc thế nhưng anh không có quyền để chọn lựa. Anh rất tốt thế nhưng xin lỗi vì những gì đã hứa. Em rất tiếc thế nhưng về đi đến còn đóng cửa. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hai hước như lúc này rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Trái tim của anh thì nói có, nhưng mẹ của anh thì nói không. Rõ tương lai là không có, càng dây dưa chỉ càng thêm nhói lòng. Thật ra anh chỉ xem em như em gái cảm mến, vì những câu chuyện em từng trải sẽ đứng xa được cả hai. Quyết định đi đường dài cho nên tốt nhất anh nghĩ đến dừng lại. Anh từng cho rằng mình không thể ác đến khi vượt qua nỗi đau thể xác nhận ra sắt đá. Còn có thể bạc thì tình cảm mình sao không thể khác. Có những lúc để hạnh phúc thật sự buộc lòng nước mắt cả hai phải rơi xuống. Cơ bản cuộc đời này là buồn, dù không muốn rồi vẫn phải tập buông. Coi như mình kết thúc đúng lúc. Từ ngày mai cả hai đừng nhớ gì, không nhất thiết phải chúc anh hạnh phúc. Nhưng ngày cưới của anh em nhớ đi á. Quên phong bì cũng không sao, tới và về biết đường để ai thấy. Chuyện cũ xin đừng kể ai hay, có thuộc cũng đừng hát tặng anh bài này. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hai hước như lúc này. Chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Wow.
em rất tiếc thế nhưng hãy sống tốt nhé anh, vì mẹ anh bắt chia tay. Trời ơi, trời ơi, quá trời quá đất rồi. Từng từ chối ai chưa? Dạ thật sự thì em không từ chối ai hết, nhưng mà trong người ta từ chối này... em không? Người ta từ chối em không? 6 người em quen 6 người mà người ta từ chối em không à? Cho nên em quyết định. Quyết định. Em thừa thời cơ trong cái chương trình Đối Đầu Đỉnh Cao này, em thể hiện, em nói cho 6 cái người yêu cũ của em: tôi không như xưa nữa. Bên đây đầm thắm, em hơi ngạc nhiên những bé của em. Đẹp gái đúng không mọi người? Người ta đào trời mà. Ơi, đào trắng. Quá bất ngờ về các cặp đôi này. Thôi thì phần quan trọng này để cho khán giả gánh vác. Rồi bây giờ gánh nặng sẽ trên vai 50 bạn khán giả đại diện tại phim trường. Còn quý vị khán giả ở nhà đã có sự lựa chọn của mình rồi đúng không ạ? Thay mặt cho các bạn trẻ ở đây và sẽ chọn coi ai là quán quân và ai là á quân. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của 50 vị khán giả tại trường quay. Và chỉ có 30 giây thôi. Đội A là Võ Đăng Khoa và Tim Minh Phụng. Đội B là Bửu Đa cùng với Ngọc Xuyên. 30 giây bắt đầu. Sau khi hết 30 giây thì sẽ mời hai đội cùng quay lại. 5 4 3 2 1 hết giờ. Chúng ta cùng 6 người quay lại nha. Thì con rất muốn coi kết quả ngày hôm nay. 1, 2, 3 quay lại. Wow. 57.5 và 42.5 Quán quân đã thuộc về đội Quyết Thắng. Đúng là chúng đã thuộc về A Quân. Thật sự ra thì các bạn chênh lệch nhau một tí xíu phần trăm thôi. Hiểu thôi. Dạ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Thôi nhưng mà cái kết quả này là một kết quả mà Khoa cảm thấy rất là thuyết phục luôn. Rất là thuyết phục. Tại vì thật sự Khoa ngồi dưới mà Khoa coi hai bạn diễn mà phải nói là mình ngồi không ngồi yên được cái giây phút nào. Em muốn nhảy lên đây luôn á. Nó đã vậy đó. Và đây Á Quân cho đội. Đúng là chúng. Đây, tên tụi Võ Đăng Khoa. Hôm nay đầu tư bộ đồ để nhận giải nhất quá hợp lý, chúc mừng. 15 triệu đồng và kỷ niệm chương của chương trình. Chúc mừng đội Quyết Thắng ngày hôm nay. Một kết quá đẹp, đúng không ạ? Nhiều bạn trẻ của chúng ta đã có thể hiện được cái tài năng riêng của bản thân mình, đặc biệt là có sự giao thoa giữa nhiều thế hệ nữa. Các bạn đã mang cải lương quay trở lại với giới trẻ và sẽ được cảm ơn 4 nghệ sĩ ngày hôm nay. Dạ. Đến với đối đầu tỉnh cao, chúng ta sẽ có rất là nhiều giây phút thăng hoa. Hai đội đã tự show ra được cái phần nào đó mà từ trước tới giờ trong tất cả các chương trình các bạn chỉ nhìn thấy diễn hài, các bạn chỉ thấy đóng phim. Nhưng mà hôm nay các bạn xuất hiện ở đây với một cái khả năng nho nhỏ của mình là ca hát.
mong là chương trình Đối Đầu Đỉnh Cao đã đem đến một thời gian vui vẻ cho tất cả các quý khán giả. Vâng ạ, và quý vị khán giả thân mến, đừng quên đồng hành cùng với Đối Đầu Đỉnh Cao vào tuần sau, khung giờ quen thuộc 20:30 ngày thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Còn bây giờ, Minh Dù, Việt Hương, các nghệ sĩ trẻ xin chào và hẹn gặp lại.